Vừa rồi thì các bạn đã được nhìn tổng thể 360 độ của siêu phẩm này rồi. Thì các bạn có được đoán được cái tên của chiếc máy này hay không? Chắc là các bạn cũng như mình lần đầu tiên khi cầm vào chiếc máy này thì cũng không biết tên của chiếc máy này đâu. Và mình sẽ dành tặng 3 chiếc thẻ cào trị giá 50.000 đồng cho 3 bạn đầu tiên đoán đúng tên cũng như là mã của cái sản phẩm này. Và các bạn hãy comment tên của sản phẩm dưới phần bình luận nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu săn soi em nó nào. Và cách đây một ngày thì mình cũng đã đăng lên Facebook hỏi thử anh em xem, thì hầu như anh em không biết là chiếc máy này nó tên là gì. Và mọi người cho rằng đây là một trong những chiếc điện thoại có chứa nhiều đường nét thiết kế pha tạp nhất. Các bạn có thể thấy rằng cái khung bao quanh của nó cùng với cụm phím tăng giảm lượng và phím nguồn nó gần như là giống hệt so với những thiết bị Lumia này. Mặt lưng kính phẳng ly phía sau thì giống với những thiết bị Sony dòng Z này. Các góc cạnh bo tròn thì giống với những thiết bị iPhone. Và đặc biệt thì mình phải có lời khen khi mà hãng đã dành phần lớn ở phía đáy màn hình này, ở phía dưới cái màn hình này để cái phím home mà không có cái phím back và phím đa nhiệm. Qua thời gian trải nghiệm thì mình đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa biết cái phím back của nó ở đâu. Ấn một cái thì nó về màn hình home này, ấn hai phát thì nó ra cái màn hình đa nhiệm. Còn cái để phím back thì chưa tìm thấy đâu cả. Cái cách làm mà ấn hai lần mở cái màn hình đa nhiệm thì tương tự với những cái sản phẩm Apple. Mình cứ tưởng là không có phím back ở hai bên thì chúng ta có thể chạm nhẹ để có thể quay lại. Nhưng mà mình vuốt đến mòn cả tay rồi mà nó vẫn chưa thấy back lại. Thế nó mới lầy chứ. Cứ mỗi lần vào ứng dụng xong thì mình phải quay lại xong rồi tắt đa nhiệm rồi mở lại. Thì chắc là đây là một tính năng mà hãng cố tình thêm vào thôi. Và người dùng thì chúng ta bắt buộc phải học thôi. Quay lại với phần thiết kế thì bạn có thể thấy rằng nhìn cái thiết bị của chúng ta rất đẹp và bóng bẩy và không kém phần sang trọng đúng không? Với sự kết hợp giữa 3 chất liệu chính tạo ra cái chiếc áo của máy, bao gồm là mặt trước chúng ta sẽ có mặt kính này, khung nhôm mỏng và cái mặt lưng nhựa giả kim loại, giả kính khá là bóng. Còn phía bên dưới là một cái cục nhựa sinh ra để làm cảnh, chứa cả cái phím home nho nhỏ bằng cái tí ở phía mặt trước. Ngoài ra thì thiết bị mình đang cầm ở đây nó đang có một cái màu đỏ mà các chị em theo hàng tháng, cái mà màu của hàng ngày, hàng tháng anh em đều thích, đó chính là cái màu đỏ. Kiểu màu đỏ thẫm mà cái kiểu nó không phải là đỏ tuyền đâu. Nó cái điều đỏ cái kiểu mà vẩn đục ấy, ôi chao ơi, nó đi vào lòng người lắm. Cầm đi ra ngoài đường thì nó cứ gọi là sexy biết bao luôn nhau. Nổi bật ở phía mặt lưng đó chính là một chiếc logo hình chiếc búa của hãng. Mình cũng không hiểu rõ là ý đồ của hãng này là như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng chiếc máy này khi mà cầm ra ngoài đường ấy thì có thể là sử dụng để đóng đinh, hoặc là cũng có thể là do đóng nhiều quá nên nó mới chuyển sang cái màu đỏ kiểu vật vật đục này. Phía trên góc trái của máy thì các bạn có thể thấy rằng hãng đã rất tinh tế đặt cái cụm camera kép cùng với đèn flash kép đặt ngang nhau. Tuy nhiên thì qua thực tế trải nghiệm thì camera của máy mình thấy rằng nó thực ra cái camera kép này thì sinh ra chỉ làm cảnh là chính thôi. Trong phần giao diện chụp ảnh thì ôi trời ơi, sao nó giống với những cái giao diện iOS cổ truyền thế không biết được. Nhất là cái nút chụp hình này kiểu 3D cổ điển ngày xưa. Chuẩn luôn, quá là chuẩn luôn. Còn về chất lượng ảnh chụp thì mình cũng không có nhiều cái để quá đánh giá. Nói chung là nó đủ dùng với những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Tuy nhiên thì với cái cụm camera kép ở phía sau thì mình chẳng mấy khi sử dụng. Tại vì là ở cái chế độ poke ấy, thì những cái cần xóa nó cũng xóa, nhưng mà những cái không cần xóa nó cũng xóa luôn. Nên là mình sẽ chẳng bao giờ mình sử dụng cái chế độ poke này. Mình cứ sử dụng một camera rồi mình sử dụng phần mềm để chỉnh sửa thì nó sẽ ngon hơn. Điểm cộng của chiếc máy này đó chính là nó cho phép chúng ta có rất nhiều chế độ có thể lựa chọn. Và đặc biệt đó chính là chế độ Pro, cho phép chúng ta có thể điều chỉnh các thông số từ ISO, EV, cân bằng trắng và thời gian phơi nắng, phơi sáng tối đa lên đến 21 giây. Nên nếu các bạn có thể làm chủ các thông số thì vẫn hoàn toàn có thể tạo ra những bức hình vô cùng là chất lượng. Quay sang phần màn hình thì chiếc máy của chúng ta sở hữu cái màn hình với độ lớn là 5.5 inch, độ phân giải là Full HD, sử dụng công nghệ là InCell. Theo các chuyên gia về phim tình cảm Hàn Quốc thì chiếc máy này đặc biệt phù hợp với những thể loại phim ma Thái Lan, khi mà màu sắc của máy nó có phần nhợt nhạt và thiếu sức sống, làm cho các nhân vật ma trở nên đáng yêu hơn rất là nhiều. Nói như vậy thì không phải màn hình này là kém, không đẹp, và nó chỉ là không quá rực rỡ, không quá nịnh mắt như những màn hình Samsung, hay là quá chính xác như những chiếc màn hình đến từ iPhone. Nói chung là đủ dùng với những nhu cầu của cơ bản của anh em chúng ta. Rồi đến phần camera trước thì đây chính là một điểm cộng rất lớn của sản phẩm này, khi nó được trang bị camera khủng lên tới là 16 megapixel. Kèm theo đó chúng ta có chế độ làm đẹp
cho phép chúng ta điều chỉnh được là màu da này, độ to của mắt này, độ gọn của mặt. Và mình thực sự không nhận ra đây chính là mình sau khi mình kéo hết các chế độ làm đẹp lên. Chính vì vậy, anh chị em nào muốn sống ảo thì chiếc máy này là rất phù hợp nhá. Quay trở lại với giao diện thì đây chính là thứ mà mình thấy rằng nhà sản xuất khá là sáng tạo. Khi mà mặc dù bị chê là một số icon còn giống với iPhone hoặc là Oppo ngày xưa, nhưng mà hãng cũng đã rất thông minh khi đem đến một cái thao tác sử dụng mà cho đến hiện tại hình như là chưa có nhà sản xuất nào có thể làm được trên chiếc máy của mình. Đó chính là khi chúng ta vuốt từ phía bên trái hoặc là bên phải ở bên góc này vào trong màn hình thì nó sẽ chuyển sang chế độ một tay. Một thao tác không thể khó hơn để có thể chuyển từ hai tay sang một tay. Đổi lại thì chúng ta sẽ có một giao diện màn hình nhỏ hơn nhưng vẫn khó thao tác bằng một tay. Và thêm vào đó thì chúng ta sẽ có một thanh dock ở phía bên cạnh khá là đẹp mắt và cũng rất đáng để chúng ta có thể trải nghiệm. Về cấu hình phần cứng thì khá đáng khen, mặc dù là gắn mác nhà sản xuất đến từ Trung Quốc nhưng mà hãng cũng đã rất là hào sảng khi trang bị đến chúng ta là con chip đến từ Qualcomm thay vì MediaTek như những hãng khác. Vì dù gì hãng này cũng rất có tên tuổi tại thị trường Trung Quốc cơ mà. Máy được chạy con chip là quốc dân Snapdragon 625, mà theo mình tìm hiểu thì có cả phiên bản chạy Snapdragon 626 nữa. Cơ mà con chip 626 này thì nó khá im hơi nặng tiếng nên là nó cũng không được phổ biến như là 625. Máy có độ bộ nhớ RAM lên tới là 4GB, bộ nhớ trong lên tới là 64GB và viên pin lên tới là 5300mAh, sử dụng công nghệ sạc nhanh QuickCharge 3.0 luôn. Đây thực sự là một cấu hình mạnh trong phân khúc giá chỉ vào khoảng 3 triệu đồng. Rồi, còn những gì nữa nhỉ? À, và chắc là hết rồi. Giờ thì các bạn đã đoán được tên của siêu phẩm này chưa? Và các bạn hãy comment tên của sản phẩm này ở phía dưới phần bình luận và kết quả sẽ được công bố vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2018. Và các bạn hãy chia sẻ nhiệt tình video này nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào biệt và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Matt Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Matt Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Matt Mobile nhé.